Okay. Kurve Gaur Chandaya Radhikaya Tadara Krishna Krishna Bhaktaya Tata Bhaktaya Namaya. Okay, where's Nitya? Sorry, dead. Yes, I hear. Okay, so yesterday we were talking about how it's easy to serve Krishna. Tín ơi, ngày hôm qua thì thầy đã dạy cho chúng ta cái cách mà làm sao để phục vụ tầng tối cao, thì cái cách đấy rất là dễ, không có khó khăn gì cả. Okay, remember, even by leaf, even by water, even by fruit, you can serve Krishna. Chúng ta có thể phụng sự ngài chỉ đơn giản là bằng dự cúng dường ngài chiếc lá, một cốc nước hay là một bông hoa. Okay. So, even because Krishna accept the devotion. Nếu mà Krishna nhận được cái sự tận tụy đó của chúng ta. Okay. So, Vidur's wife have so much love for Krishna when she give banana peel. Krishna not looking at banana peel, he looking at the love and he eating that. Khi mà người phụ nữ đó mang chuối lại cho mang cái vỏ chuối lại cho Krishna, lúc đó Krishna không phải nhận vỏ chuối mà nhận cái tình yêu của người phụ nữ đó trao cho ngài. Okay. So, some people happy. Krishna can be happy just by tulsi leaf. Tulsi leaf. Листик тулси. Листик тулси. Krishna. Просто у меня плохой со связом, я не слышу. Чандрика будет переводить сегодня. Maybe Chandrika will translate today. Because if you have so much troubles with connection, then you will finish, like, everything will be okay, you will do okay. But for today, maybe. What do you think? What? Chandrika, you can translate? Yes, I can. Okay, Nitya Kishore is going crazy. Krishna happy just by tulsi leaf. Krishna sẽ rất là hạnh phúc chỉ bằng một chiếc lá tulasi mà thôi. Okay, he happy just by glass of water. Ngài hạnh phúc khi mà chúng ta cũng chỉ dâng ngài một cốc nước cũng đủ làm ngài hạnh phúc rồi. He happy just by Harinam. Ngài hạnh phúc khi chúng ta tụng niệm thánh danh của ngài. Harinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. By that, Krishna is happy. Bằng cách chúng ta tụng niệm thánh danh của ngài, tụng niệm mantra thì ngài đã vô cùng hạnh phúc rồi. Okay, so yad kurosi yadasnasi jahosi tadasi yad tat yad tapasvasi kuntaya yad kurusam madarpanam. Where's Nichikishori? Dead. You have Bhagavad Gita there, Chandrika? Yes, I have. Okay, chapter 9, verse 26. Câu 26. Nếu con người với tình yêu và lòng tận tụy dâng ta chiếc lá, đá hoa, trái cây hay chút nước, ta sẽ nhận nó. Yes, good. Okay, you see chapter 9? Yes. Verse 27. Chandrika, read. Yes, I read. Verse 26. Nếu con người với tình yêu và lòng tận tụy dâng ta chiếc lá, đóa hoa, trái cây hay chút nước, ta sẽ nhận nó. Is that verse 27? No, it's 26. And no, 27. Ngài bảo đọc cho ngài chương 27 đi châu. Chương 27. Người có làm gì đi chăng nữa, ăn gì đi chăng nữa, cúng dâng hay hiến tặng gì đi chăng nữa, chịu kiểu khổ hạnh nào đi chăng nữa, thì hỡi con trai của Kunti, hãy làm điều đó như lễ vật dâng ta. Yes, I finish. Cho để Yến dịch nhé, Yến có mạng rồi. Okay. Maybe I translate, I have internet.
What? I have connection with Wi-Fi. Maybe now I translate, Maharaj. Okay. I translate, I guess. Why not give Chandrika some time also? Yes. Okay. Yad Kurosi, whatever activities you do, do for Krishna. Những hoạt động nào mà con người làm sẽ dành cho Krishna. Whatever you eat, offer to Krishna. Tất cả những cái gì mà chúng ta ăn đi nữa, chúng ta đều phải cúng dường lên Krishna. Whatever donation you give, give for Krishna. Những cái đồ gì mà chúng ta hiến tặng đi, hãy hiến tặng cho Krishna. Whatever austerities you do for Krishna. Những cái việc, những cái sự tu khổ, tu tập khổ hạnh như gì nữa, chúng ta cũng nên dâng hiến, hiến dâng lên Krishna. Okay. Verse 28. Câu 28. Có như thế thì người mới thoát khỏi gánh nặng của mọi hoạt động vật chất và cả hậu quả xấu lẫn tốt của nó. Sau khi từ bỏ được mọi vật chất và dồn hết tâm trí vào ta, người sẽ được giải thoát và đến với ta. Yes, I finish. Okay, right. The devotion is not considered good activity or bad activity. Những người tín đồ thì họ làm việc, họ không quan tâm đến hậu quả của cái quả nghiệp tốt hay nghiệp xấu. By good activity you go to heavenly planets. Tại vì sao khi mà chúng ta làm những cái nghiệp, chúng ta tạo những cái nghiệp tốt thì chúng ta lên những hành tinh trên thiên giới. By bad activities you go to hell. Còn nếu mà chúng ta tạo những nghiệp ác thì chúng ta đi xuống dưới địa ngục. But devotion to Krishna is not good activity, nor is it bad activity. Còn sự phụng sự tận tụy, còn những người tín đồ phụng sự tận tụy của Krishna thì họ không làm những việc thiện hay làm những việc ác. Okay. Good activity is activity in mode of goodness, sattva gun. Những hoạt động mà tạo ra quả thiện đó là những hoạt động ở trong hiển tính. Bad activity is activity in rajagun and tamagun. Có những hoạt động mà tạo ra cái nghiệp quả ác ấy, là những hoạt động ở trong vô minh tính và trong dục tính. But bhakti is not sattvagun, rajagun or tamagun. That is nirgun, transcendental. Còn những việc phụng sự của Krishna thì nó không thuộc vào ba giới tính của thế giới vật chất này, không thuộc vào Rajagun hay thuộc Sattvagun hay thuộc về Tamasgun, nó thuộc về Nirvana Gun, nó thuộc về thế giới tinh thần. Okay, right. So by activities in Sattvagun you go to heavenly planets. Khi chúng ta tạo những cái khi chúng ta làm những việc thiện thì chúng ta lên hành tinh thiên giới. Activities in Tamagun then go to hell. Còn những chúng ta làm những cái việc mà trong Tamagun, trong vô minh tính thì chúng ta đi xuống địa ngục. Activities in Rajagun means you take birth again. Còn nếu mà chúng ta làm ở những cái thì chúng ta lại sẽ trở lại, chúng ta lại sinh ra một lần nữa ở trên trái đất này với thân xác của con người ở trong dục tính. But activities to Krishna that is transcendental take you to Golok Vrindavan. Có những hoạt động trong ý thức của Krishna thì nó giúp chúng ta lên đến Golok Vrindavan, lên đến Krishna, trở lại với Krishna. Okay. Arjuna did not know what to do in Kurukshetra. Arjuna lúc đó ở trên Kurukshetra, ngài không biết phải làm gì. Because his duty was soldier. Tại vì sao là lúc đó ngài đang ở trong một vị trí của một người lính. So soldier have to fight. Còn cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của một người lính là phải chiến đấu. But Arjuna did not want to fight. Nhưng mà Arjuna lúc đó không muốn cầm gươm lên để chiến đấu. Because on the other side is many friends, grandfather, guru, brothers. Tại vì sao? Tại vì ở phía bên kia, chiến tuyến kia. Yes. She froze. Chandrika, finish please. Sentence.
Vì ở bên kia chiến tuyến đó là bạn bè, người thân, gia đình, lẫn bạn những thầy thầy giáo của Arjuna, nên là chính điều đó dẫn đến ngài không muốn chiến đấu. I finish. So Arjuna did not know what to do. Lúc đó Arjuna không biết phải làm gì. So Krishna said, fight, but think of me. Krishna lúc đó đã thực cho một lời khuyên cho Krishna Arjuna, hãy chiến đấu đi và luôn luôn nghĩ về ta. In this world, we cannot change the situation. Có nghĩa rằng đôi khi trong tình huống này chúng ta không thể thay đổi được bất cứ thứ gì trong tình huống này. In this world, we have many responsibilities, many problems, many relationships. Ở trong thế giới này chúng ta có rất là nhiều những cơ hội, rất là nhiều những các vấn đề và rất là nhiều những mối quan hệ. We cannot avoid them. Chúng ta không thể từ bỏ chúng được. So Krishna said, do all your activities, but think of me. Và Krishna đã cho chúng ta một lời khuyên là chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động đó, nhưng mà luôn luôn nghĩ về ngài, nghĩ về Krishna. Okay, don't be attached to the result. The result is for Krishna. Và đừng bao giờ làm việc và nghĩ về cái thành quả của nó, thành quả. Okay, that is teaching of Bhagavad Gita. Chandrika. Nhưng mà đã nói rằng là chúng ta khi mà thực hiện một cái hành động gì đó, chúng ta không nên nghĩ về cái kết quả đó, và đó là chính là cái lời dạy trong Bhagavad Gita. Okay. Do your activities, but remember Krishna. Chúng ta có thể hoạt động tất cả mọi thứ nhưng luôn nhớ về Krishna. Okay. So, Arjuna, keep performing the activity of fighting as a service to Krishna. Arjuna thực hiện Arjuna chiến đấu nhưng luôn nghĩ về Krishna. So these next two verses very important. Cái khổ tiếp theo là một khổ rất là quan trọng. Khổ thơ tiếp theo là một khổ rất là quan trọng. Next three verses. Ba khổ tiếp theo ấy, ba câu thơ tiếp theo. Okay, read verse 29. Khổ câu 29 đó là ta không ghen tị hay thiên vị bất cứ một ai, ta coi tất cả các chúng sinh như nhau. Nhưng ai phục vụ ta với tình yêu và lòng tận tụy, người đó là bạn của ta, anh ta ở trong ta cũng như ta ở trong, cũng như ta là bạn của anh ta. Câu thứ I read in 20 230. Can you see? Can you see the monkey? Say hello. Yes. Hello. It's smiling. Look, I can touch him also. He's not afraid. Watch. Just be careful, please. If we don't see. Oh, wow. I give him every day some fruit. Now he's become very happy. Yeah, sure. Ngài cho con khỉ em một số đồ ăn rồi nó rất hạnh phúc, nó rất là sung sướng vì điều đó. This monkey, you touch him, no problem. Những con khỉ đấy nó rất là gắn bó với ngài. Okay, so now he wants some apple. He only lets me touch him if I give him some food. Sure. Ngài con khỉ nhìn ngài như kiểu muốn ngài cho một chút đồ ăn gì đó cho con khỉ đấy. Hang on, I just give him something, otherwise he'll not come back. You always have some pets. Ôi mọi người, cái mạng của Yến làm sao ấy? Okay. So, you read verse 29? Yes, I read. I have read 29. Okay. So Krishna doesn't need anything. Krishna, ngài không cần bất cứ thứ gì từ chúng ta cả. Krishna have no desire. Krishna, ngài cũng không có ham muốn gì cả.
But if you love Krishna and serve him, then he become hungry, then he become thirsty. Nhưng mà nếu mà chúng ta yêu quý ngài và luôn luôn mong muốn phục sự ngài, thì lúc đó ngài sẽ cảm thấy luôn luôn đói khát cái sự phục vụ của chúng ta. Okay, so someone begin the process of devotion, but their character is not good. They make some mistake, no problem. Trong quá trình chúng ta phục sự, đôi khi chúng ta làm những cái lỗi lầm gì đó, điều đó không quá quan trọng, không trở thành vấn đề. Sometimes very bad person also became devotee. Đôi khi có một số người mặc dù bản chất người ta rất là tồi tệ nhưng khi mà anh ta đã trở thành một tín đồ. Like Malati. No problem. Nhưng điều đó không trở thành không verse, có một vấn đề gì cả. You read verse 30. Hey, no more. Yes, Maharaj. Now monkey is angry because I only go in. Kể cả những người làm điều xấu xa nhất, nhưng nếu anh ta phục vụ ta tận tụy thì anh ta vẫn được coi là bậc thánh nhân bởi anh ta đang ở trên con đường đúng đắn. Đấy là câu thứ 30 trong chương 9 Bhagavad Gita. Hang on, give him a little more. So, sometimes it looks like devotee do bad activity. Đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy giống như một tín đồ người ta làm một cái gì đó là người ta hành động sai trái. But no, devotee is always pure. Nhưng chúng ta luôn phải nghĩ, chúng ta luôn phải biết rằng các tín đồ luôn luôn trong sạch, luôn là thuần túy. Okay. What devotee does is always perfect because he does for Krishna. Tất cả những gì mà các tín đồ làm đều là rất là toàn thiện. Tại vì sao? Tại vì các tín đồ đó làm đều dành điều vì Krishna. Okay. Like Arjuna. Giống như Arjuna vậy. Now Arjuna is killing his relatives, killing his friends, killing his grandfather. Mặc dù Arjuna có thể đang giết những người họ hàng của mình, giết bạn của mình, giết thầy của mình, giết những người xung quanh, những người thân quen của mình. But no, devotee is always pure because everything they do is for Krishna. Nhưng mà tín đồ đó luôn luôn trong sạch. Tại vì sao? Tại vì những cái hoạt động đó, những cái hành động của cái tín đồ đấy đều làm vì Krishna. Like gopis. Giống như các nàng gopi vậy. Gopis are cheating their husbands and going to be with Krishna. No more, no. Có thể Gopi lừa dối chồng mình để lén đi gặp Krishna, nhưng mà các nàng ấy làm điều đó vì Krishna. All scriptures glorify the Gopis. Tất cả các kinh thánh, tất cả các scripture đều nói để làm sao để tán tụng các nàng Gopi, tán dương các nàng Gopi. Is it third chapter? Chapter number 3? Yes, no, chapter number 9. Yes. Okay. So devotees in Krishna always in transcendental position. Vì thế, các tín đồ luôn 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 ở một cái vị trí rất là thần thánh. Right. Everything they do is transcendental. Tất cả những cái gì mà các tín đồ làm đều nó thuộc về thế giới tinh thần. Whatever Krishna or Gurudev do, Krishna, Bhagavan, Krishna, devotee do, this is always transcendental. Tất cả những gì mà Krishna, tất cả những gì mà các vị thầy làm, tất cả những gì tín đồ làm cho Krishna nó đều thuộc về thế giới tinh thần. Sometimes it looks very bad. Cũng có thể dưới ánh mắt của người đời thường họ những hành động đó không hề nó rất là xấu. But we should know it's always transcendental. Nhưng chúng ta phải biết rằng tất cả những hành động đó của các tín đồ đó đều hướng về Krishna, nó đều thuộc về thế giới tinh thần, nó đều rất trong sạch thuần túy. Like Krishna, he's stealing butter. Giống như Krishna vậy, ngài luôn luôn ăn cắp, ăn trộm bơ.
của các vị Gopi. Right. He is telling lies to mother. Ngài luôn luôn nói dối mẹ của mình. He is cheating Gopis. Hoặc là ngài luôn luôn lừa dối các nàng Gopi. Gopis also cheating their families. Còn các nàng Gopi thì lừa dối cái gia đình của chính mình, gia đình của mình. But this is always transcendental. Nhưng tất cả những hành động đó của họ nó không thuộc, nó không được đánh giá bằng con mắt tầm thường, nó thuộc về thế giới tinh thần. Okay, so this verse number 30 very difficult to understand. Cái câu thứ 30 này thì rất là khó để có thể hiểu được. Okay, Nitikishori, read verse 30. Yes, I read. One more time. Yes. Kể cả khi người làm điều xấu xa nhất, nhưng nếu anh ta phục vụ ta tận tụy thì anh ta vẫn được coi là bậc thánh nhân, bởi vì anh ta đang ở trên con đường đúng đắn. Maharaj. Yes. Sometimes beginning devotees also do some mistake. Có thể khi trên con đường khi khởi đầu cái con đường tu tập của mình, một tín đồ có thể làm sai điều gì đó. But we should not criticize. Nhưng mà chúng ta không được chỉ trích anh ta. Because he keep on practicing devotion, quickly he will become perfect. Tại vì sao? Tại vì anh ta nếu tiếp tục thực hành cho con đường tu tập đấy, thì anh ta dần dần sẽ tiến rất nhanh. So perfect devotee do any bad thing, this also for Krishna's service, but we cannot understand. Cũng có thể những tín đồ toàn thiện họ có làm cái điều gì xấu, nhưng mà họ làm kiểu đó vì Krishna, vì Krishna không thể hiểu được đó, thế nào là xấu, thế nào là tốt. But sometimes even practicing devotee do mistake. Cũng có thể trong quá trình thực hành tu tập thì tín đồ có thể làm phạm một lỗi lầm gì đó. Okay, but this also no problem. Điều đó không trở thành vấn đề gì cả. As long as they keep practicing devotion, they will achieve the perfect stage. Vì sao? Tại vì họ sẽ tiếp tục thực hành và dần dần họ sẽ trở thành toàn thiện, toàn thiện. Okay. Read verse 31. Yes. Anh ta nhanh chóng trở thành con người chính trực và có sự được an lạc trường cửu. Con trai của Kunti ơi, hãy mạnh bạo tuyên bố rằng tín đồ của ta không bao giờ bị diệt vong. Even in beginning, devotee make mistake, but he keep practicing Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. No problem. He will achieve perfection. Nếu ngay ban đầu trên con đường tu tập mà một tín đồ có thể phạm mà lỗi nào đó, nhưng anh ta bắt tiếp tục thực hành tụng niệm thánh danh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, thì dần dần con người đó sẽ thành toàn thiện. By this process, even the worst person can also achieve perfection. Chúng ta đi theo con đường tu tập này thì ngay cả bậc ngài tồi tệ nhất họ cũng sẽ trở thành một con người toàn thiện. Okay, verse 32. You read? Yes. This chương câu 23. Con trai của Pratha ơi, những con người tìm trốn nương náu ở nơi ta, dù họ có là thành phần xuất thân thấp hèn như phụ nữ hay Vaishya hay Shudra, thì họ cũng có thể đạt được mục đích tột bậc. I finish. Okay. Even Vietnamese, Russian, Australian, anyone can achieve perfection by the power of bhakti. Những con người nếu họ ở Việt Nam hay ở Australia, họ ở một nước nào đó, thì với sự tu tập trên con đường quang chi, một ngày nào đó họ sẽ đạt được cái mục đích toàn thiện, mục đích tột bậc. Okay. Bhakti have such power to purify anyone. Bhakti có thể tẩy gột sạch được tất cả mọi tật sạch, gột tẩy thanh tẩy cho tất cả mọi người. So Everyone have qualification for bhakti. Tất cả chúng ta. You cannot say, oh, Vietnamese cannot do bhakti. No, you cannot say.
Tất cả chúng ta, tất cả các chúng sinh trong chúng ta đều có đức tính, đều có những tính cách để chúng ta có thể thực hiện bhakti. Chúng ta không thể nói rằng ôm người là người Việt Nam, người không thể thực hành bhakti yoga hay là cái gì gì đó. Ai cũng có thể, chúng ta đều có đức tính đó. So even lowest person can achieve perfection, then also highest, no need to ask questions. Ngay cả những người có xuất thân thấp hèn, họ có thể đạt được mục đích tối thượng. Okay, Krishna says, verse 34, very important. Krishna có nói rằng là ở câu 34 rất là quan trọng. Read, hãy luôn dành tâm trí vào những ý nghĩ về ta, hãy trở thành tín đồ của ta, hãy quỳ lạy ta và thờ phụng ta. Khi hoàn toàn dồn hết tâm lực vào ta như thế, nhất định ngươi sẽ đạt đến với ta, sẽ đến với ta. Okay, so this is most important instruction. Đây là cái sự chỉ dạy, đây là cái lời chỉ dạy quan trọng nhất ở trong Bhagavad Gita. Krishna gave four instructions. Krishna có đưa ra bốn lời răn dạy. Always think of me. Bốn điều về ngài. Like gopis. Ngài có răng dạy rằng chúng ta luôn luôn nghĩ về ngài giống như gopi. Okay. Urukrita urukripa urukrama chitayava. Krishna always ride in the mind of the gopi. Krishna luôn luôn ngự trong tâm trí của gopi. Always remember Krishna. Tất cả các gopi luôn luôn nghĩ về Krishna, luôn luôn nhớ về Krishna. Okay, number one. If you can't always remember Krishna, then you have to practice. Để làm sao chúng ta có thể luôn luôn nhớ về Krishna thì chúng ta cần phải thực hành. Số một. Okay, that means hearing and chanting about Krishna. Để làm sao có thể nhớ về Krishna có nghĩa chúng ta luôn luôn tụng niệm và luôn luôn nghe về Krishna. Okay. If you cannot like many devotees cannot practice rules and regulations. Có một số các tín đồ họ thực hiện giữ các bốn giới, giữ các nghiêm ngặt các quy tắc giới hạnh. They cannot wake up early. Họ không giữ những cái giới hạnh đó, họ không thể dậy sớm, They cannot chant Harinam. Họ không tụng niệm thánh danh của người. They cannot do Ekadashi. Họ không thực hiện giữ giới hạnh trong Ekadashi. So Krishna says, okay, do number three, work for me. Vậy thì sao những dạy đối với những con người này thì Krishna có một lời khuyên là hãy làm việc vì ta. Okay, give some donation to Krishna. Hãy cúng dường một số hãy cúng dường cho ta. Bring some rice to the temple. Họ có thể mang một số lương thực, mang gạo đến các đền thờ. Okay, clean the temple. Hoặc ít nhất làm cái gì đó lau đền thờ. Some people cannot even do this. Ngay cả những điều đó đôi khi mọi người không thể thực hiện được. So Krishna says, okay, just do obeisances to me. Obeisances? Nếu mà ngay cả những điều đó người không thực hiện được thì hãy quỳ lạy ta, hãy thờ phụng ta và quỳ lạy ta. Okay, everyone can do dandavats. Everyone. Ai trong chúng ta đều có thể quỳ lạy, đều có thể thực hiện dandavat. Okay, so four things Krishna says. Krishna đã nói bốn thứ đó, tất cả chúng ta có thể làm được. Okay. Always remember Krishna. If you cannot do that, practice remembering Krishna. Nếu mà chúng ta không thể luôn luôn nhớ về Krishna, thì chúng ta hãy thực hiện chúng ta thực hành những cái việc để làm sao có thể nhớ về Krishna. Number three, if you cannot do that, just work for Krishna. Còn cái điều thứ ba, nếu chúng ta không thể làm những điều như trên, thì chúng ta có thể làm việc vì Krishna. If you cannot do that, just do dandavat to Krishna.
ngay cả cái việc chúng ta làm việc với Krishna chúng ta không thể thực hành nổi thì chúng ta hãy đơn giản nhất là chúng ta hãy thờ phụng ngài, hãy quỳ lạy ngài, thực hiện dandavat vì ngài. So Krishna is very kind, you know. Chúng ta nhìn thấy Krishna rất từ bi đối với chúng ta, nhân từ đối với chúng ta, đúng không ạ? If you cannot do this, do this. If you cannot do this, do this. If you cannot do this, okay, do this. Nếu chúng ta không thể làm được cái này thì ngài bảo ngài đã cho chúng ta một lựa chọn khác. Nếu chúng ta không thể làm được cái kia, ngài cũng sẽ cho chúng ta một lựa chọn khác. Ngài luôn luôn từ bi đối với chúng ta. Okay, sometimes Gurudev would go to a house of people and he would say, only thing that you have to do in the morning, just bow to Krishna. Oh Krishna, thank you very much. Hare Krishna, like this. Because some people cannot do more. Did he, yeah, Махарадж говорит, иногда, когда Гурудев приходил в дома людей, он им говорил, просто с утра кланяйся Кришне, говорит, спасибо, Кришна, потому что эти люди не могли больше ничего делать. Khi Gurudev đôi khi ngài đến thăm các nhà nhà của mọi người thì ngài đôi khi là chỉ bảo là tốt nhất là hãy buổi sáng hãy cúi lễ Krishna và cảm ơn ngài tại vì mọi người không thể làm được cái gì hơn điều đó. Any question? Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Châu ơi, Châu có câu hỏi gì không? Châu ơi. Chandrika. Chandrika. Hari Dev. Did you get sorry? Yes, Maharaj. Any question? Chandrika có câu hỏi gì không? We have four ways to worship Krishna. First is thinking about him. Our practice like devotees are offer obeisances to him work for him. But for four of them, we have to give our love, our affection to him. Just so it is like we do for the best thing, but we have to do with our love, our affection to him. Yeah. Yes, but many people have no love for Krishna. Nhưng bây giờ các chúng sinh đều không có tình yêu với Krishna. So they do dandavats. Thì hãy tốt nhất là chúng ta hãy làm là chúng ta hãy cúi lạy ngài làm dandavat. But should do dandavat with love every day. Chúng ta hãy thực hiện cúi lạy Krishna với tình yêu hàng ngày, với lòng yêu thương hàng ngày. Right. Like in Olympics, you know Olympic Games? Mọi người có biết cái cuộc thi Olympic không ạ? Yes. Always remember Krishna, this is gold medal. Thưa người nào mà Krishna thì có thể có cái gì nhỉ? Có cái chương vàng đúng không hả Châu? Xem ngài như là cái huy chương vàng. Luôn luôn xem Krishna giống như một huy chương vàng vậy. Why trying is late every day. Vì thế hãy cố gắng hàng ngày. Cuối lại ngài. Thầy đang hỏi là Trang ơi sao em vào trễ thế? Trang à? Trang ơi sao Trang vào trễ thế Trang? Because she... Because today I take the test on my examination, so I the traffic jam is so bad. I can come. Okay, next time make a class when she can be in the class. Yes. Thank you. Okay, Nitya Kishore. Yes, Maharaj. Next time, make a good time so train can also come. Lần sau thì Yến và mọi người ở trong lớp sẽ cố gắng sẽ tận dụng có một cái thời gian lớp nào phù hợp với mọi người để mọi người có thể tham gia vào lớp. So like in Olympics, gold medal is the best. Gold medal means always remember Krishna.
Ở giống như cuộc thi Olympic vậy, cái huy chương vàng là cái mục đích của cuối cùng, thì cũng giống như vậy, Krishna là cái điều đáng giá nhất, cũng giống như huy chương vàng vậy. Silver medal, practice. Là sao phải đạt được cái huy chương vàng đó, chúng ta chỉ thực hành. Bronze medal means give some donation to Krishna. Còn cái huy chương đồng ấy, cái huy chương bạc đó là chúng ta thực hành, còn cái huy chương đồng đó là chúng ta là chúng ta thực hiện cúng dường. And no medal, but still in the race, that is dandavats. Còn cái huy chương ngoài đồng có cái gì ấy nhỉ? Còn cái huy chương gì nhỉ? Nhưng mà vẫn trên đường đua thì đó là chúng ta sẽ là quỳ lại để thờ phụng ngài. Okay. Did Trang listen to class yesterday? Yes. I listened the whole class. And today also? I have a problem with internet. Hôm nay thì hôm nay Trang vào trễ nên là Trang không đi được. Okay. Any questions you have? Trang có câu hỏi gì không dành cho thầy không? Did she have chicken this week? Tuần này Trang có ăn gà không? No, today. I am vegetarian today. Saturday and today and Sunday. But this is also service to Krishna. Chandrika, translate. Thì bảo rằng là và em hãy cố gắng là mình có những cái hành động mà để mà mình phụng sự tầng tối cao, phụng sự Krishna. Why? Because Krishna don't like chicken. Vì sao? Vì Krishna thì người không thích những cái món liên quan đến về động vật. So what Krishna doesn't like, I am not doing. Một khi mà Krishna không thích thì chúng ta cũng không nên làm những cái điều đó. I am not eating chicken for Krishna's service, for Krishna's happiness. Mình không ăn gà, không ăn những cái loại động vật khác. Vì sao? Vì điều đó sẽ làm cho Krishna vui vẻ và hạnh phúc. Okay, this also becomes devotion. Và bởi bằng cái cách làm đơn giản như vậy thôi thì nó cũng là một cái hình thức mà em phụng sự thờ phụng ngài. Okay, did anyone send her any books? No. Yến đã gửi sách Trang đã nhận được cuốn sách nào từ Yến không? Thì chắc là sắp tới thì Yến sẽ chia sẻ thêm một số sách để Trang có thể tìm hiểu thêm ha. Did you read anything? Hiện tại thì em có đọc quyển sách gì không? Yes, I read some book in about nutrition. Okay, good. Okay, now class is finished. We have to go to temple. Okay, so next week we'll do again. Next week we'll do on Sunday. Okay? Yes. Yes. Okay. Any question, Haridev? Yes. Châu hỏi về cái hôm trước, cái buổi hôm trước ấy, có 8 cái điều đấy. Nhớ không em? Gurudev, yesterday we also joined in your class in Russian, and we have heard that we have a thing that for the two kinds of practice that don't have to do. So can you share with us again about that? Two type of sadhak. Three type, right? Yes, three type. And nirapeksha, three type of sadhak. Có ba loại người thực có ba những người thực trên con đường tu tập thì có ba loại người thực hành, người ta gọi là sadhaka. Okay, the first two is married person.
cái lợi cái ngựa cái lợi người đầu tiên là những người đang đang sống trong cuộc sống trong gia đình. First married person, they're in family life, but their only rule is to remember Krishna. Những người thực hành đó, họ đang sống trong gia đình, họ có vợ có chồng và họ luôn luôn nhớ về Krishna, đang thực hiện ý thức Krishna. Other rule they not follow. Nhưng mà họ chỉ luôn luôn nghĩ về Krishna thôi, nhưng họ không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào cả. Because they're fully absorbed in Krishna, they cannot do anything else. They no interest in anything else. Tại vì sao? Tại vì họ không quan tâm các thứ gì khác ngoài Krishna, vì họ không quan tâm đến các nghi lễ nguyên tắc. And the Parinishta, he's also Grihastha, but he's following all rules. Còn loại người thứ hai ấy, là họ cũng là Grihastha, họ cũng là người sống trong gia đình, nhưng họ tuân thủ tất cả các nguyên tắc được viết trong kinh thánh. And the Nirapeksha, that means renounced person, like sannyasi. Nirapeksha là các loại người thực hành thứ ba, là những người đã từ bỏ cuộc sống vật chất này, là những người sannyasi, là những người tu tập hoàn toàn. So it said cheating behavior, this is like urine of donkey. Những cái hành động lừa dối là được ví như một con lừa vậy. So these three type of devotee have to be careful of three type of cheating. Different ways of deception, different ways of cheating. Ba cái dạng người thực hành bhakti này, ba cái dạng người sadaki này thì họ cần phải lưu ý tránh những sự lừa dối như sau. So devotee should always be aware of deceitful behavior, cheating behavior. Những tín đồ thì luôn luôn phải cẩn trọng với những cái hành động, những cái hành vi lừa dối. Okay, understand now? Yes. Different. Mọi người có hiểu không ạ? Những hành vi hai mặt. Different situation people have to be careful of different types of cheating, bad behavior. Trong những cái tình huống khác nhau thì mọi con người cần phải cẩn trọng với hành vi của mình để tránh rơi vào những sự lừa dối, lừa lọc, sống hai mặt. Understand? Yes. Mọi người có hiểu không ạ? So, what's his question? Hello? What's his question? Yes. His question is that we understand that in each type of practitioner we have to avoid three types of treating behaviors and beside that there anything else about that we have to avoid? There's a lot of. But this especially we have to avoid. Someone have like sex desire or stealing or a bad habit. This is not so bad. This quickly finished by bhakti. Ngay cả những cái hành động như kiểu là hành động chúng ta tình dục bừa bãi hay là chúng ta làm cái gì đó, cái đó không phải là quá tồi tệ. Tại vì sao? Nếu chúng ta thực hành bhakti dần dần, những cái đó nó sẽ được cột tẩy. But cheating behavior, this is very dangerous for devotion. Nhưng mà sao những cái hành động hay những cái bản chất mà lừa dối á, thì nó là một cái rất là tồi tệ, tại vì nó ảnh hưởng đến bhakti của chúng ta. Right? Like some people pretending I have so much love for Krishna. Krishna. Ví dụ như là một số người luôn luôn tỏ ra mình tràn đầy tình yêu với Krishna chẳng hạn, khoe ra bên ngoài. Right, they make some artificial display of devotion. Họ luôn luôn tỏ ra là họ luôn luôn có một lòng thần kính, thần kính hoặc là luôn luôn thân tụy với lại Krishna, nhưng mà họ chỉ là tỏ vẻ bên ngoài thôi. But actually they don't love Krishna. They are just pretending like drama. Nhưng mà thực sự sao họ chỉ đang đóng kịch mà thôi, giống như một drama vậy. One minute. Yeah, well, you can be assistants by finishing the book and mark out the imperfections. You can be of assistance by finishing the book and showing some errors, pointing them out so the next edition can be nicer.
Okay, so anyway, don't worry. This is another topic. À, mọi người đừng quá lo lắng, cái này cần phải chúng ta cần thảo luận vào một cái topic khác, một cái lớp khác. Rupa Goswami said six things destroy devotion. Rupa Goswami có nói rằng tất cả những thứ đó sẽ phá hủy đưa cái sự lòng tận tụy phục sự của chúng ta. Atyahara prayasascha prajalpa niyamagraha janasangascha lolam cha sadvidhi bhakti vinashati. Over collecting money or anything. Nếu chúng ta tích trữ tiền của cải nhiều. Mundane topics. Mundane topics. Личные разговоры мирские. Ну, болтовня. Hoặc là chúng ta những cái cuộc nói chuyện những câu chuyện phiếm, những câu chuyện phiếm. Разговоры не о. Materialistic association. Hoặc là chúng ta luôn luôn giao tiếp với những con người của thế giới duy vật. Greed. Chúng ta ghen tị với nhau. Okay, these six things destroy devotion. Ngài nói rằng sáu cái thứ này sẽ phá hủy được cái sự tận tụy phục sự của chúng ta. In Vietnamese, you have the book Upadeshamrita. Yes, Maharaj, in Vietnamese, we have in this book. Oh. Yes. In Vietnamese? Yes, in Vietnamese. Upadeshamrita. Yes. Oh. Upadeshamrita, yes. Chandrika has this book? Yes, I have. Haridev, okay, we can start giving classes on that. Yes, yes. Chúng ta ngày sẽ lần sau chúng ta sẽ học lớp học với lại cái quyển sách này, quyển sách kinh tế những lời dạy. Okay, next week. Lần sau chúng ta sẽ bắt đầu học. Okay, who lives in Trang City? Who lives? I live here, same city as me, Maharaj. Okay, she. How far is her house? How far? I don't know. Trang ơi, Trang ở cách chị xa không hả Trang? Я могу спросить по-другому. Вы сможете встретиться? Я думаю, он хочет, чтобы ты ей книгу дала или что-то такое. Ты микрофон выключила. Микрофон выключила. Trang, có gì cho? Maybe I will scan. I will take the photo of the book and send for Chang. That she can read. Work. Just do the first verse. Yeah. Okay. The first. Okay. Yes. See you next week. Yes. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau. Okay, Chang, don't be late. Chúng ta hãy cố gắng đừng đến muộn, đừng tham gia lớp muộn. Okay, please don't be late. Okay, thank you very much. Rồi, cảm ơn tất cả chúng ta. Hare Krishna. Hare Krishna.